Xin chào quý anh chị, lại là em Thuần Hyundai ở Hồ Chí Minh đây. Thì hơn 15 ngày nữa thôi sẽ hết ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của nhà nước. Tức là giá xe hôm đó sẽ tăng lên khá là nhiều đối với dòng xe, đặc biệt đối với chiếc xe Santa Fe. Em đang muốn cập nhật giá mới nhất của dòng xe Hyundai này nha quý anh chị. Nếu hết ngày 31 tháng 11 thì những chiếc xe Santa Fe nếu quý anh chị mua thì chúng ta phải trả thêm tầm từ 60 tới 70 triệu đồng nữa nhé quý anh chị. Thì chúng ta mới sở hữu chiếc Santa Fe nữa, bởi vì lúc đó lệ phí trước bạ của nhà nước đã tăng lên 10%. Thì tại thời điểm bây giờ, nếu quý anh chị cân nhắc một chiếc xe 7 chỗ mà chúng ta nhu cầu đi trước Tết hay gì đó, thì chúng ta tranh thủ trong tháng 11 này chúng ta mua để được chúng ta ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của nhà nước nhé quý anh chị. Thì đầu tiên thì em sẽ chia sẻ tới quý anh chị về giá lăn bánh của chiếc Santa Fe phiên bản 2.5 Exclusive. Giá lăn bánh ở tỉnh 5% là 1 tỷ 121 triệu. Giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh 5% là 1 tỷ 140 triệu nha quý anh chị. Nếu quý anh chị vay 85% thì khách hàng ở thì chúng ta sẽ trả trước là 228 triệu. Còn khách hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước là 247 triệu nha. Nếu chúng ta vay trong 8 năm thì tháng đầu chúng ta sẽ trả là 15,3 triệu. Còn đối với quý khách hàng mà chúng ta muốn vay ít hơn thì chúng ta sẽ trả trước nhiều hơn và số tiền trả hàng tháng chúng ta sẽ trả thấp hơn nha quý anh chị. Thì giá trên thì chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ xe cũng như phí dịch vụ đăng ký xe. Quý anh chị muốn mua xe trả góp thì quý anh chị phải mua thêm bảo hiểm cũng như sử dụng phí dịch vụ đăng ký xe của bên em nha. Thì đối với chiếc xe tiếp theo em muốn giới thiệu quý anh chị là chiếc Santa Fe 2.5 Restyle, là phiên bản ở giữa được sử dụng động cơ 2.5 hút khí tự nhiên và hệ thống dẫn đầu toàn thời gian 2 cầu mâm 20 inch, hệ thống gói an toàn Smart Sense mới nhất. Giá lăn bánh ở tỉnh 5% là 1 tỷ 31. Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh 5% là 1 tỷ 330 triệu. Và nếu chúng ta vay 85% khách hàng ở tỉnh thì chúng ta sẽ trả trước 267 triệu. Còn khách hàng ở Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước 286 triệu. Nếu chúng ta vay trong 8 năm tháng đầu chúng ta sẽ trả là 17,8 triệu như quý chị. Đó đối với chiếc Santa Fe phiên bản 2.5 Prestige. Thì giữa phiên bản Prestige và phiên bản Exclusive là hai chiếc xe đều được sử dụng động cơ 2.5 hút khí tự nhiên và hộp số tự động là 8 cấp. Nhưng phiên bản Prestige thì chúng ta sẽ có mức giảm mắc hơn 200 triệu đồng như quý chị. Thì nó sẽ có chênh lệch nhau khá là nhiều, xin em sẽ chia sẻ cho quý chị ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới phiên bản cao cấp nhất, phiên bản hot nhất và phiên bản có mức giá lăn bánh cao nhất của phiên bản Santa Fe đang có sẵn đây như quý anh chị. Thì nếu quý anh chị phiên bản mua phiên bản 2.5 Turbo Calligraphy thì quý anh chị phải mua thêm ủng hộ cho bên em một ít phụ kiện. Thì chúng ta lăn bánh ở tỉnh 5% là 1 tỷ 486, còn khách hàng ở Hồ Chí Minh là 1 tỷ 505. Nếu chúng ta vay 85% thì chúng ta sẽ trả trước khách hàng ở tỉnh thì chúng ta sẽ trả trước 341 triệu, còn khách hàng ở Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước tầm khoảng 370 triệu nha quý anh chị. Nếu chúng ta vay trong 8 năm tháng đầu chúng ta sẽ trả là tầm khoảng 19 triệu hơn 19 triệu một xíu. Thì phiên bản Turbo hoặc Calligraphy thì bây giờ đang có sẵn trắng đỏ đen, thì màu đen nó sẽ có mức giá mắc hơn 20 triệu so với mức giá em đang đưa ra cho quý anh chị tham khảo đây nha quý anh chị. Thì dòng Turbo Calligraphy là một trong những chiếc xe mà nó sẽ có ưu thế hơn, đó là về sử dụng động cơ 2.5 Turbo mới nhất và lần đầu tiên áp dụng cho các dòng xe Hyundai tại thị trường Việt Nam với công suất 281 mã lực. Và đặc biệt ngoài ra thì nó sẽ có tùy chọn là 6 ghế và mâm sẽ là mâm 21 inch. Thì em có so sánh với quý chị thêm một xíu giữa phiên bản Exclusive và phiên bản Restyle là phiên bản ở giữa, thì chúng ta sẽ có sự khác nhau về hệ thống dẫn động 2 cầu, rồi gói an toàn Hyundai Smart Sense cam 360, làm mát ghế, sấy ghế và điều chỉnh điện ở hàng ghế trước. Và ngoài ra và chúng ta sẽ có thêm một số cái tính năng khá là hay. Thì về nội thất của chiếc xe thì chúng ta đều có các trang bị rất là cơ bản và rất là cao cấp, như là rèm che nắng này, rồi cửa sổ trời toàn cảnh đối với bản Prestige và phiên bản Calligraphy, và nội thất mới nhất của Hyundai và đặc biệt các công nghệ mới nhất đều được áp dụng trên chiếc xe này. Đó là nhiều cái mà chúng ta khám phá và một chiếc xe 7 chỗ mới xăng. Rất là nhiều công nghệ, rất là nhiều tính năng áp dụng trên chiếc xe này. Quý anh chị quan tâm chiếc xe này, bên em có sẵn nhau ngay phiên bản Exclusive màu trắng, màu đen, phiên bản Prestige màu trắng đỏ đen, phiên bản Calligraphy màu trắng đỏ đen nhau ngay. Quý anh chị quan tâm thì cứ liên hệ em tại phía dưới 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn viên tại showroom ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau.